Rồi, ok, xin chào các bác nhá. Rất là nhiều các bác anh em trong quá trình mà chúng ta chơi âm thanh thì luôn luôn muốn tìm cho gia đình nhà mình một bộ dàn mà nó dễ dàng sử dụng. Và đặc biệt đối với cả các bác anh em nào mà hay đi bận chẳng hạn, thì muốn mua một bộ dàn để ở nhà thi thoảng con cái hay là cháu hay là phụ nữ hay là vợ mình ở nhà vẫn có thể bật lên để hát ở trong cái không gian gia đình nhà mình, thì những cái dòng đẩy liền vang là sự lựa chọn tối ưu cho các bác. Bởi vì nó rất là dễ dàng sử dụng, chỉ việc bật công tắc cũng như là tăng giảm ba phím âm lượng chính, đó là music, effect hay là mic ở đây, đúng không ạ? Thì có một cái vấn đề này, đó là các bác và anh em trong quá trình mà chúng ta chơi muốn ghép thêm những cái dòng loa siêu trầm vào thì các bác và anh em lại không biết cắm như thế nào. Và đôi khi các bác anh em mua thêm những cái dòng loa siêu trầm của bên em, và bên em cũng đã có gửi về tận nhà cho các bác, nhưng mà các bác và anh em không biết cái cách cắm cũng như là căn chỉnh để cho nó hợp với cái bộ dàn của gia đình nhà mình, để nó hòa vào với cả cái tiếng hát, nó hòa vào với cả những cái đôi loa chính của gia đình nhà mình. Thì ở video này em sẽ hướng dẫn cho các bác và anh em cái cách có những cái sự lựa chọn để các anh em có thể tham khảo, để cũng có thể cắm sao cho nó hợp với cả bộ dàn gia đình nhà mình. Đó, thực ra thì cái cách cắm này thì nó rất là đơn giản thôi, chủ yếu là các bác và anh em thích cái sự lựa chọn và thích cái phong cách cũng như là thích cái cắm nào hơn. Mỗi cái cách cắm thì nó cũng sẽ đều có những cái dễ dàng sử dụng hơn cho các bác, hay là nó cũng sẽ có những cái yêu cầu các anh em phải biết chỉnh một xíu thôi, nhưng mà nó không hề khó khăn. Đó, thì đầu tiên các bác và anh em chúng ta cần quan tâm, đó là cái dòng đẩy liền vang của gia đình nhà mình là gì. Thì như trước mắt các anh em đây là cái dòng đẩy liền vang D5S, và trước đó thì anh em chúng em có cái dòng đẩy X7DAC. Thì với cái dòng X7DAC thì cũng cắm tương tự như cái đẩy D5S nha các bác. Ngoài ra thì nếu mà các anh em nào đang trên lưng tiếng nữa, thì chúng ta nếu mà muốn cắm ở trên lưng tiếng thì cũng có một chút cái lưu ý để các anh em cũng có thể tham khảo nhé. Thì điều đầu tiên các anh em cần quan tâm ở mặt đằng sau, đây em sẽ ra đằng sau. Ở đằng sau của cái dòng đẩy liền vang, ở đây là mặt đằng sau của chiếc súp, đây súp 260B nha các bác. Chiếc súp được các bác anh em tin yêu sử dụng rất là nhiều, chiếc súp với giá bình dân thôi. Đó, nhưng mà cho ra chất âm nghe rất là cuốn và rất là lực. Ở đằng sau cái dòng đẩy liền vang, xin lỗi các bác nhé, đây là dòng mặt đằng sau của chiếc súp. Mặt đằng sau của chiếc súp thì nó có cổng line và cổng súp pin, đúng không ạ? Line và cổng súp pin, nút đảo đảo pha này, volume và cắt tần số, đó mỗi vậy thôi, các anh em chỉ cần quan tâm mỗi vậy thôi. Còn ở trên chiếc đẩy liền vang thì nó có cổng REC này, cổng SWR này, đó các anh em cần quan tâm hai cổng này nhá, REC và SWR. SWR tức là cổng súp vào đấy ạ, còn cổng REC tức là cổng lấy tín hiệu đi ra link ra các thiết bị khác, nó REC tức là chúng ta sẽ link ra các thiết bị khác. Còn ở đằng sau và trước lưng tiếng thì nó cũng có cổng subbass output đây. Subbass output đó. Các anh em có thể thấy chúng ta có thể cắm đầu ca lông được cái, hoặc là cắm trực tiếp dây tín hiệu AV. Rồi. Thì trước tiên các anh em nếu mà trong trường hợp các bác chơi hai dàn nhưng mà chỉ muốn sử dụng một cái chiếc sub thì làm nào? Thì chúng ta phải sử dụng hai dây này. Đây. Chúng ta sẽ sử dụng hai dây này. Một dây cắm vào cổng sub-in, đúng không ạ, và cắm lên chiếc đẩy liền vang của gia đình nhà mình. Một dây còn lại anh em các bác cắm vào cái thiết bị khác, chẳng hạn như các anh em đang sử dụng âm ly chẳng hạn, thì các anh em lại cắm vào cổng out ở trên cái âm ly đó, mỗi vậy thôi. Là các anh em khi mà chúng ta muốn nghe nhạc nhưng vẫn có sub thì các bác cắm vào cái âm ly của nhà mình chẳng hạn, còn khi nào mà các bác anh em muốn hát mà có sub thì các anh em lại mở cái đẩy liền vang này lên, nói chung là nó sẽ tự động thôi. Đấy, không có gì khó khăn nhá, có hai cổng thì nó sẽ rất là tiện lợi cho các bác. Nếu mà nhà các bác và anh em đang sử dụng hai dàn nhưng mà muốn sử dụng chung sub thì nó sẽ là như vậy. Rồi, tiếp đến đối với các bác anh em sử dụng những cái chiếc đẩy liền vang ở bên em thì ở đây có hai cổng, đó là cổng REC và cổng FWR nhé các bác. Và đối với cổng REC thì khi mà các anh em lấy tín hiệu thì đây chỉ là lấy tín hiệu nhạc thôi nhé các bác. Chúng ta sẽ lấy tín hiệu âm thanh đi vào sub âm thanh này, từ REC đi vào sub, sau đó chúng ta sẽ tăng giảm âm lượng ở đây, tăng giảm các tần số ở đây, và không chỉ vậy thôi. Sau đó các anh em lên phía đằng trước, chúng ta chỉ việc to nhỏ cái nút âm lượng của music, thì các bác và anh em to như thế nào thì sub nó cũng sẽ to theo.
còn các anh em giảm thì nó cũng sẽ giảm theo. Đó, đối với cổng RAC thì cho các anh em là không thích căn chỉnh gì nhiều, cứ bật lên thôi là sử dụng luôn, to thì nó to theo mình và nhỏ thì nó nhỏ theo mình. Đó, thì đối với các anh em thích sự đơn giản thì nó sẽ là như vậy. Còn đối với các anh em thích phải đánh nó phải lực một tí, đánh nó phải biết chỉnh một tí, thi thoảng chỉnh một tí, thì chúng ta cắm vào cổng SWR. Thì ở trên cái chiếc đẩy liền vang người ta cũng có tích hợp một cái chỗ để các anh em có thể chỉnh âm lượng của súp này, với cắt tần số ở đây. Đó, thì chẳng hạn súp các anh em thích chơi mạnh thì các anh em cứ để mắc lên. Đó, cứ để mắc lên nhà xong giải cắt tần số như vậy, cắt tần số các anh em cứ vặn. Và thường thì sẽ đó là ở ngưỡng 50Hz cho đến 100Hz. Cụ thể là 50 cho đến 80 thôi. Thì cái giải trầm nó sẽ sâu, nó ấm, nó mềm. Còn các anh em thích lực mạnh thì chúng ta có thể tăng lên từ giải 100 cho đến 130Hz. Đó, thích lực mạnh thì chúng ta sẽ có thể tăng như vậy. Ở dưới này cũng như vậy nha các bác. Ở dưới này các anh em cũng có thể làm y hệt ở trên này. Đó, chúng ta thích mạnh thì chúng ta lại tăng lên, tăng cái âm lượng của volume mạnh lên. Cắt tần số chẳng hạn, cắt tần số thì ở đây. Đó, thường thì thích sâu mềm thì các anh em cứ để hướng từ 9 giờ cho đến 12 giờ. Thích mạnh mẽ, thích đánh nó uy huỳnh thì chúng ta để ở ngưỡng 12 giờ cho đến 4 giờ. Đó. Đấy là về cái phần đẩy liền vang nhé các bác. Và tiếp tục, nếu mà các bác và anh em cắm ở lưng tiếng thì sao ạ? Nếu mà các bác và anh em đang chơi lưng tiếng, cắm lưng tiếng thì chúng ta cứ cắm ở đây thôi. Đó, sau đó chúng ta cũng ra mặt đằng trước ấy. Mặt đằng trước của chiếc lưng tiếng thì đây. Cho các bác và anh em xem luôn. Đối với cả mặt đằng trước chiếc lưng tiếng thì nó sẽ có hai cổng ở đây, một cái là bass volume, âm lượng của loa bass. Đó, một cái là cắt tần số. Đó, nó cũng tương tự như vậy thôi. Đó, rất là đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà nếu rất là nhiều trường hợp các bác và anh em nhé, chơi cả lưng tiếng, tức là chúng ta chơi cả lưng tiếng này, nhưng mà các bác và anh em lại cắm vào cái cổng ở dưới đẩy liền vang, thì khi mà chúng ta bắt Bluetooth, rất là nhiều bác muốn bắt Bluetooth ở trên cái đẩy liền vang này, thì chúng ta sẽ không thể nào mà chơi được súp trong cái trường hợp đó là các bác và anh em cắm súp ở trên lưng tiếng nha các bác. Đó, trong trường hợp nếu mà các anh em cắm súp ở trên lưng tiếng thì cái tín hiệu âm thanh từ loa súp, từ lưng tiếng này thì nó sẽ đi thẳng xuống súp luôn. Cho nên là nếu mà các anh em bắt Bluetooth ở trên cái đẩy liền vang thì chắc chắn là nó sẽ không có súp. Đấy, nó là như vậy. Còn nếu mà các anh em muốn có súp khi mà chúng ta bắt Bluetooth thì các anh em lại phải chuyển từ ở đây xuống dưới này. Đó, nhưng mà thường thì các anh em cứ lên để ở chiếc đẩy liền vang cũng được. Đó, chúng ta lấy tín hiệu âm thanh đi vào bên trước lưng tiếng, sau đó khuếch đại xuống dưới cái đẩy liền vang, xong rồi từ cái đẩy liền vang đi xuống súp. Đó, thường thì khi anh em Hoàng Long đi lắp đặt thì sẽ luôn luôn cắm cho các anh em ở những cái cổng số bao hoặc cổng rét cũng được, tùy vào cái mục đích sử dụng, cũng là tùy vào mỗi người, ai người ta thích đơn giản thì cứ cắm cổng RAC là xong, còn thích cắm cổng số bao cũng được. Đó, nó cũng không khó chỉnh đâu các bác và anh em, chủ yếu là cái nhu cầu chúng ta thích chơi súp lớn hay là súp nhỏ, thích chơi theo kiểu là bass sâu mềm hay là bass chắc mạnh. Đó, thì nó sẽ có những cái sự lựa chọn như vậy. Đó, và đây là dòng loa súp 260B, như các anh em có thể thấy đây, rất là đẹp đúng không ạ, rất là đẹp, vân đen nổi như này, nhìn rất là đẹp, rất là bắt mắt. Và giá trước cái súp này thì cũng rất là rẻ thôi. Súp này thì công suất lên đến 500W nha các bác. Bát là bát 30. Đây, em mở cho các bác và anh em xem. Màng là màng carbon, ngân cao su. Bát đánh rất là mềm, sâu. Giá là 3,2 triệu nha các bác. Đó. Các anh em nếu mà quan tâm thì cũng có thể inbox cho Hoàng Long hoặc là gọi điện trực tiếp cho anh em Hoàng Long thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bác nhé. Đây, bây giờ em sẽ mở một đoạn súp cho các bác và anh em nghe thử. Các bác và anh em để mà muốn cảm nhận được cái tiếng súp thì chúng ta phải đeo tai nghe vào nhá. Vì là cái dòng loa súp nó là giải tần số thấp nên là loa điện thoại hay là loa tivi thì nó không thể nào mà nó tái hiện được hết đâu ạ. Cho nên là chúng ta phải đeo tai nghe thì mới cảm nhận được hết cái tiếng khi mà súp nó đánh ra.
Rồi. Và nếu mà các anh em cần tư vấn các thiết bị âm thanh thì có thể liên hệ trực tiếp về anh em Hoàng Long nhé. Thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bác và anh em để có thể lựa chọn mua cho gia đình nhà mình những cái bộ dàn âm thanh từ cơ bản cho đến nâng cao, hay là các thiết bị như súp, đẩy, vang, nương tiếng rất là đầy đủ để các anh em có thể tham khảo và lựa chọn cho cái bộ dàn âm thanh gia đình của nhà mình. Và chúc các bác và anh em ca hát vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video clip tiếp theo.